Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở thị trấn Càng Long của Trà Vinh. Hôm nay có đến khu vườn của chú Sáu anh em ơi. Thì qua video cũng xin cảm ơn tất cả những anh em ủng hộ chú Sáu trong những cái lô cây vừa qua. Rồi đầu tiên mã số 1 nha anh em, một cây mai xù anh em ơi. Đây. Thuần bồn sẵn nha. Cây số 1 này nó cao khoảng nhiêu vậy anh? Cao 3 mét. Rồi, còn ngang anh. Ngang 3 mét luôn. Rồi, cao 3 mét nha anh em. Ngang 3 mét nha. Cái mặt bông cây này là khoảng bao nhiêu cánh vậy anh? Rồi từ 7 đến 10. Đây nút nụ nhiều nè, anh em coi nút nè. Cây xanh chành nha. Một cốt. Phơm tàn thông anh em ơi. Này về mình vuốt nhẹ nhẹ cái bộ tàn nó thành tàn thông thôi. Đặc biệt cái này lên xù nhiều nha anh em. Chân cành đẹp, một bát một từ dưới lên trên luôn. Tàn tròn quay bốn mặt nha anh em. Cây thuần rồi thì sức khỏe anh em yên tâm nha. Rồi nồi đế đây. Cái này do lúc sáng anh em mới vừa mưa xong nha, cái mình ra quay cái những điểm sù của nó có đồ nước nó vô cái đầu nó đen vậy nè, chứ thường ngày nó nắng cái nó vàng hực à. Rồi đây vô quay cho anh em xem đây những điểm sù nè, nói chung nó sù tầm lên tầm khoảng 1 mét hơn 1 mét vậy nè, cứng cây luôn, chỗ cây da hết nè. Cây này hình quái thú nha nè, nguyên con thú. Rồi đi mặt phía này cho anh em xem. Đây. Bông đẹp anh em ơi, 5 đến 10 cánh nha. Rồi em nhờ anh đo thử cái hoành này có khoảng nhiêu anh. Những điểm xù nó vàng nè. Cái này do mưa xuống bắt đầu nó hơi đen xíu nha. Rồi cái hoành nhiêu anh? Hoành này 70 cm. Rồi, 70 hoành nha anh em. Như cái cũ này ha. Rồi, ok anh ơi. Rồi nguyên cục xù cái đó nè. Cái mình đó 70 hoành nha. Còn đế làm như con bạch tuộc vậy nè. Nè. Cái gao là nó múa lượn lắc léo nè. Cái này chú có làm đế sơ sơ phía trên nha. Còn anh em nào đến trực tiếp vườn đó, cái mình coi cho nó rõ hơn nè. Đây. Tay cành cũng ok nha, nó xù phẳng lên vòng khoảng một hơn 1 mét nha nè. Rồi đem qua mặt phía kia cho anh em xem đế. Rồi mặt phía này. Mới vừa mưa xong anh em ơi. Cái xù khúc trên đó là nhiều nè, chỗ ra hết luôn nè, vàng thật nè. Mặt dưới đây cũng vàng luôn nha, này do nước mưa đó động lại đó. Ủa đế này làm ra nó còn dữ nữa nha nè, 70 hoành nút nụ nè. Thần bộn rồi, ok anh em ơi. Tay bộ tàn cho anh em xem lại nha, tròn quay luôn. Rồi cái mã số 1 này là mình cho khán giả mức giá luôn anh. Này em giao lưu với khán giả là giá 130 triệu. Tao ship bằng 200 km luôn. Rồi 130 triệu nha anh em. Cho con cây mai xù nha. Bông đẹp anh em ơi, 5-10 cánh, 70 hoành. Rồi hộp nhãn liên hệ chú Sáu nha, để mình chốt. Rồi tiếp theo nha anh em, mã số 2 nha. Một cây thuần bồn luôn, tạng thiên nhiên. Số 2 này nó cao khoảng nhiêu vậy anh? Cái này cao trên 3 mét. Rồi còn ngang anh? Ngang khoảng 3 mét. Rồi cao 3 mét, ngang 3 mét nha nè. Đây này chú Sáu có chặn cái tàn sơ sơ như nè, còn như là nguyên si hết. Cái này mặt bông nó khoảng bao nhiêu cánh vậy anh? Cái này mặt bông khoảng 5-10 cánh nha. Rồi 5-10 luôn. Số 1, số 2 này chơi cặp nha nè. Đây anh em là chốt cặp này giá hợp lý nè. Đây cái này bộ đế hơi bị ngầu nha nè, dạng đế quái nè. Tàn này về anh em tẻ cho nó tròn tròn nữa nè, căng nhỏ điều nó là ok anh em ơi. Bông 5-10 cánh. Rồi vô cho anh em xem nồi đế đây. Đây. Cốt trên đây làm như bú vậy nè, phù gan cục. Nồi đế siêu lực. Rồi anh vô anh đo thử cái hoành có khoảng nhiêu cho anh. Cây này hoành to giá nhỏ nha nè. Ít lúa con cây mai hoành to vậy cho Tết anh em ơi. Vườn của nó là 67. Rồi 67 hoành nha, anh đo trên cao anh em ơi. Còn khi xuống xíu nó có thể hơn nha, tầm khoảng 70 hoành là bình thường nè. Đế đây. Đế cũng có viên nha. Cộng to bắt tay không à. K
cây liền lạc nha nè. Đây, có cúc chủ phía này nè, giót lên bông thì 5 đến 10 cánh. Cây này nội đế tầm khoảng 3 mét là bình thường nè. Rồi cái bộ tàn đây, đây do vườn của chú hơi nhiều cây nha, mình đứng khoảng cách xa quay không được nha nè, gần gần à. Vườn thì nhiều anh em ơi, anh em nào mà ở gần hay là mình có điều kiện nó xuống vườn chú Sáu đó xem thích cái nào chú vô luôn hết nha nè. Nó có nhiều loại giá nha, tùy theo cây, cây thì tiền nào của đó anh em ơi. Rồi cái mã số 2 là mình cho khán giả cái mức giá luôn anh. Cái này em vô lưu ý giá là 50 triệu. Rồi. Cũng bao xích trong vòng 200 km. Rồi có 50 triệu anh em ơi. Có một cây hoành to, tàn lớn, bông là 5 đến 10 cánh nha anh em, bông đẹp nha. Rồi cái này chú hỗ trợ xếp cho anh em 200 km, 50 triệu nha anh em. Mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3 nha anh em. Một cây tứ quý thần trậu nha. Cây này nó cao khoảng nhiêu vậy anh? Cái này cao khoảng 2,5 m. Rồi còn ngang đó anh. Ngang còn khoảng 2 m. Rồi ngang 2 m, cao cao 2,5 m anh em ơi. Đây. Một cốt nha, giót tứ quý. Bốn mùa nở hoa, cái này thần chậu sẵn nha nè. Cái này giao lưu là chú Sáu tặng chậu luôn nha. Anh em lấy chậu tặng chậu luôn. Cái này khi giao là rút ra nha nè. Để thôi em để chậu lên nó đi xe nó tưng cái nó vỡ. Rồi để đây. Cây này giá nhẹ nhàng nha. Rồi em nhờ anh đo thử cái hoành có khoảng nhiêu anh. Đây, để bung đều bốn mặt hết nha, có hết luôn. Tứ quý nó lâu lớn lắm anh em. Cây thần về anh em chơi luôn. Cái thước nó hơi nhỏ. Ủa nó là 43. Rồi 43 hoành. Đây. Hoành chuẩn luôn nha anh em. Một cốt cây này xanh sạch đẹp nha. Anh em có đế nè. Bung đều hết nha. Rồi mặt phía đây luôn cho anh em xem. Ở đây có luôn nha. Này thần chậu nên không có làm đế nè. Một cốt giót tới ngọn luôn. Có chậu sẵn rồi, về em chơi liền. Rồi cái này mình cho khán giả mức giá luôn anh. Cái này em giao lưu với giá là 9 triệu. Rồi, có hỗ trợ xếp gì không anh? Xếp trong vòng 200 km trở lại. Rồi 9 triệu nha anh em. Có một cây mai tứ quý nè em ơi, thuần chậu nha. 44 hoành. Đế đẹp. Bao xếp 200 km. Rồi hợp nhãn liên hệ chú Sáu đi mình chốt cái này nè. Có 9 triệu hả? Rồi tiếp theo. Đây đây là mã số 4 nha anh em. Một cây ổi nè, thuần chậu sẵn luôn. Thành phẩm nha. Dán bay. Đây đem vòng cho anh em xem, đường nét rất đẹp anh em ơi. Xương tàn nè. Này vô gia đình hình hết rồi nè. Đều hết rồi. Này dạng xương lớn đó là ok anh em ơi. Cái cây ổi này nó cao khoảng nhiêu vậy anh? Này cao khoảng 2 mét à. Rồi 2 mét còn chiều bay ra anh. Bay 1m8. Rồi. 8 là 2 mét. Bay tầm khoảng 2 mét nha anh em. Còn cao 2 mét, 2 mét trên 2 mét nha. Cây này tầm khoảng cao khoảng 3 mét luôn nè. Thành phẩm nha. Vì là chơi thôi. Có trái đùm đeo rồi nè. Nè. Cái này ổ xẻ nha nè. Ruột đỏ nha. Rồi để anh đo cái hoành. Rồi nó là 76. Ở trên đây là 76. Rồi 76 hoành. Rồi để đây. Trái thơm rồi nè. Nó chín nó thơm lắm. Này bộ đế đẹp quá. Nhìn nước da thấy đã quá nè. Nè. Làm gì da bò cho. Đây, cây liền lạc nha nè. Chỉ có những cái thẹo cành thôi, cắt thôi. Đây nó có cái cành bay ra. Đã quá, lắc lượng nè. Rất là khéo. Cái này tàn tán chi cành đang tạo cũng lớn rồi nè. Cái này nó ra đặc nữa, nhìn cây này sau này nó đẹp lắm nè. Ổi nghệ thuật nha. Rồi đế thì bung đều hết. Thân già đẹp nha. Cây liền lạc nha nè, không có thẹo bọng gì hết. Rồi mặt ở đây cho anh em xem. Ổi cổ nha.
kín cõi mà thân thế vậy nó cũng khó lắm nè, tạo quá trình lâu nha. Rồi cái này giao lưu thì chú Sáu vẫn tặng chậu luôn nè. Cái này là mình chốt với khán giả tầm khoảng nhiêu vậy anh? Cái này em giao lưu với khán giả là 25 triệu. Rồi bao ship trong vòng 200 km luôn. Rồi 25 triệu nha. Cái này chú Sáu hỗ trợ là ship 200 km, có chậu là tặng chậu nha nè. Này khi mà giao là phân rút cây ra nha, bó lại. Rồi hạt nhãn liên hệ chú Sáu nha, 25 triệu. Rồi tiếp theo nha em, mã số 5 nha. Đây một cây vú sữa nè em ơi, bộ đế khủng long nha em. Cái này chú Sáu vừa đem về luôn, đang tính lên bồn trồng rồi nè. Đây cây này bán là bao sống khỏe nha em. Anh em coi nhựa kéo nè, vì anh em tạo tàn tán nó chơi. Quá tài bộ đế nè em ơi, bốn mặt như nhau. Cây này giá nhẹ nhàng nha nè, hợp lý cho anh em về anh em chơi. Cây ăn trái, đồng đo cái hoành có khoảng nhiêu anh? Bộ đế siêu khủng. Mình là 1 mét. 1 mét ha anh? Ừ. Rồi, anh đo trên cao nghe, 1 mét nha. Cái nồi đế này tầm khoảng nhiêu anh? Khoảng à, tầm khoảng 2 cái thước ha. Rồi nồi đế này tầm khoảng 2 cái thước, gần 3 mét nè, mà nó cứng luôn nha, nguyên bẫy đặt. Đây đi lại vòng nữa cho anh em xem, cây đã cao tầm khoảng 1 mét không anh? Chín tấc. Rồi chín tấc nha anh em, đây một cốt xuông đột nha, vú sữa. Quá tài bộ đế, theo bộ đế là kết liền nè. Rồi cái này mình cho khán giả mức giá luôn anh. Cái này em qua giao lưu với anh em là 9 triệu, bao xếp trong vòng 200 km. Rồi 9 triệu nha, cái này hỗ trợ bao xếp 200 km nha nè. Cái này hơn mét hoành nha nè, nãy anh đo trên cao nha. Xích xuống là nó hơn mét nha. Bộ đế là tầm khoảng 3 mét, đặt bầu có 9 triệu hả. Rồi hợp nhãn liên hệ chú Sáu để mình chốt. Cây chú qua giao lưu là bao sống khỏe nha nè.